Xin chào anh em, đây là Asus Vuebook 14X OLED, một chiếc máy trước kia có giá 22 triệu đồng nhưng bây giờ chỉ với 18 triệu tại ThinkPro thì anh em đã có thể dình ngay con máy này về rồi nhá. Và những gì Asus trang bị cho con máy này cũng rất là ấn tượng khi mà nó không chỉ tròn đầy một cái thiết kế cuốn hút này mà nó còn có màn hình OLED đưa lại chất lượng hiển thị rất là cao cấp và nó đầy đủ những công nghệ thách thức mọi đối thủ trong vùng tầm giá. Hiệu năng thì cũng không thể xem nhẹ. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng ấy, mình có một lần mình cầm máy ra sân trường để mình làm việc thì lúc đó máy hết pin và bùm, đột nhiên một cái khuyết điểm của nó lộ ra khiến cho quá trình sử dụng máy của mình trở nên hơi ba chấm. Đầu tiên, chiếc máy mang thiết kế thời trang, cao cấp, lớp phủ màu dark green đầy bí ẩn, mạnh mẽ, cuốn hút đã được điểm xuyến bằng những cái đường diamond cut ở phần cạnh máy. Key cap màu cam ở nút Escape, họa tiết sọc chéo xuyên LED xuất hiện ở nút Enter và logo ở mặt A cũng được hoàn thiện cao cấp, tỉ mỉ cho Asus Vuebook 14X OLED một ngoại hình rất độc đáo. Với cái màu sắc này thì phải nói là rất là Batman rồi, rất là đẹp trai, nguy hiểm trong đêm. Tuy nhiên là ra nắng thì mới thấy được chiếc máy này bám vân tay khá là rõ. Các bạn cần vệ sinh thường xuyên để máy thể hiện được vẻ đẹp tối đa nhé. Máy nặng 1,6kg, mỏng nhẹ, cho phép anh em mang trên lưng, trên tay hay đưa đi bất cứ đâu thì vẫn cực kỳ thoải mái. Chưa hết, máy còn đạt chuẩn độ bền quân đội, bảo chứng về sự bền bỉ, cộng thêm khả năng ức chế 99% vi khuẩn từ công nghệ lớp phủ Asus Antimicrobial Ward. Cơ bản, nó là khả năng kháng khuẩn, bảo vệ sức khỏe của các bạn. Đi sang phần cạnh máy thì các bạn có thể thấy hệ thống cổng kết nối mà mình sẽ show ở đây. Và đây là phần cạnh trái. Nhìn chung là đầy đủ mọi thứ. Kế đến là hệ thống tản nhiệt hầm hố, đẹp cả người, đẹp cả nết. Và thanh cao su ở đây, thiết kế cực kỳ thông minh và tối ưu này thì hiệu quả tản nhiệt ở đây là ghế, vì không phải bàn. Cụ thể thì mình xin phép đề cập rõ hơn trong phần hiệu năng nhé. Tựu chung lại, thiết kế ngầu và bền chắc như Batman, độc đáo, ấn tượng, hoàn thiện tuyệt vời cho trải nghiệm cầm nắm tốt, mỏng nhẹ nhưng vẫn đảm bảo được đầy đủ các cổng kết nối và cực kỳ tối ưu cho hiệu quả tản nhiệt. Màn hình có bản lề cho phép chúng ta mở bằng một tay, góc mở tối đa là 180 độ cho khả năng sử dụng đa dạng. Anh em có thể unlock máy bằng Windows Hello hoặc là cảm biến vân tay một chạm ở đây nhé. Và trên đây mặc dù là webcam 720p mà thôi, chất lượng mình đánh giá là trung bình, đủ dùng về độ nét và màu sắc ở trong cả điều kiện thiếu sáng, đủ sáng, ngược sáng và thuận sáng. Và khi không dùng tới, anh em muốn bảo vệ tính riêng tư tuyệt đối thì chúng ta có thể đóng lại bằng lệnh che cam vật lý ở đây. Done. Tiếp theo, màn hình của Asus Vuebook 14X OLED có tỷ lệ khung hình là 16:10. Đây là tỷ lệ vàng và tối ưu nhất cho các tác vụ cơ bản, văn phòng, học tập, thiết kế và toàn năng nhất trong thời điểm hiện tại. Độ phân giải là 2,8K, cực kỳ sắc nét cho khả năng hiển thị hình ảnh nổi khối, ấn tượng. Và màn hình là 14,5 inch, ta có thể suy ra mật độ điểm ảnh trên màn hình này là 234 ppi, tức nghĩa là mật độ cực dày. Mà theo như sử dụng thông thường thì mắt người cách laptop từ 30-40cm thì với mức PPI trên 220 là anh em đã thấy màn hình đạt tới độ sắc nét tuyệt đối rồi. Bởi vậy, anh em hoàn toàn có thể yên tâm với độ nét của màn hình này nhé. Kế đến, màn hình được trang bị tần số quét 120Hz cho mình trải nghiệm lướt web, đọc tin tức cực kỳ mượt đi. Mà di chuột trên màn hình này cũng cực kỳ sướng bởi vì nó có tần số quét mượt gấp đôi màn hình thông thường cơ mà. Và đây thì anh em có thể thấy cạnh màn hình cũng rất mỏng, tỷ lệ màn hình chiếm khoảng 87% trên tổng kích thước. Tuy nhiên, vì mức giá tốt nên chúng ta cũng cần phải đánh đổi việc viền màn hình ở đây chỉ là chất liệu nhựa nhám, sần và sờ vào thì thấy khá là rẻ tiền. Có luôn cho anh em chứng chỉ Pantone Validate chứng minh màn hình này chuẩn ngành. Không phải là ngành ngay, mà là ngành thiết kế, sáng tạo. Okay. Và đây là chuẩn đánh giá màn hình mà anh em vẫn luôn tin tưởng rồi. Nói có sách, mách có chứng, bởi mình đã đo đạc với công cụ SpiderX Elite thì cho ra kết quả như sau. 100% sRGB, 98% Adobe RGB, 99% DCI-P3. Và kết quả gần như tuyệt đối như thế này thì bao uy tín cho anh em làm design rồi nhá. Bao chuẩn màu luôn. Độ sáng em có đây là cũng gần 400 nit và đủ để anh em làm việc ngoài trời. Mình đã có quay một footage ở ngoài trời như thế này rồi, anh em có thể xem để tham khảo nhá. Và từ đoạn video này thì em có thể thấy ở đây, khi mà mình so với màn của con Mac Pro có độ sáng 500 nit thì độ chênh lệch không phải là quá nhiều. Tiếp theo, SpiderX Elite cho ra điểm số độ tương phản là 28.120:1, mà màn OLED thì sao chê được ạ, bởi vì cơ chế tắt điểm ảnh của nó thì độ tương phản của màn hình OLED thì là nhất rồi. Tóm lại, màn hình này thể hiện rõ sự vượt trội trong tầm giá, xuất sắc trong mọi khía cạnh. Nhưng mà bởi vì cân màu sẵn của con máy này thì chưa ngon quá đâu, mình vẫn thấy hiện tượng màu hơi rực rỡ quá, cảm giác hơi gai mắt. Và khi mình dùng SpiderX Elite cân chỉnh lại thì lại ngon ngay. Thì đó, nếu các bạn mua máy tại ThinkPro chúng mình thì sẽ được quyền lợi là cân màn hình miễn phí trọn đời nhé.
Tiếp theo, máy được trang bị Core i7 12700H, chắc chắn là đủ dùng với các tác vụ hàng ngày như là viết luận này, dùng trình duyệt, lướt web này hay xem YouTube. Các bạn có thể thấy điểm số Zenvenro 23 của Asus Vuebook 14X OLED cùng với hai con máy trong tầm giá mà mình đem ra so sánh ở đây. Và cái điểm đặc biệt là khi mình full load thì nhiệt độ CPU loanh quanh khoảng 80 độ C mà thôi. Và nhiệt độ của máy chỉ rơi vào khoảng 35 đến 40 độ. Thế bởi vì công nghệ tản nhiệt Asus iCool cực kỳ tân tiến được trang bị ở đây. Quạt thì có độ ồn tối đa rơi vào xấp xỉ khoảng 65 dB. Và âm thanh thì cũng lưu diêu thôi chứ không khiến mình quá là khó chịu đâu. Và để so sánh với nhiều đối thủ khác trong cùng phân khúc như Dell Inspiron 5000 Series thì hiệu quả tản nhiệt của con Asus Vuebook 14X OLED này là cực kỳ tối ưu. Tiếp đến thì minh chứng về hiệu năng con máy này chỉ có thể đảm bảo cho các bạn đồ họa cơ bản như là làm việc, giải trí, chơi game cơ bản, bởi vì các đồ họa là Iris Xe Graphics và con máy này cũng không sinh ra để gaming nữa. Và nói đến đây thì mình tin là anh em cũng biết ngay rằng nếu anh em cần thi thoảng có nhu cầu giải trí, chơi game nhẹ nhàng thì chiếc máy này vẫn đáp ứng được như là Liên Minh Huyền Thoại, FIFA. Em lưu ý là ở mức cấu hình Full HD thôi nhá. Còn việc chiến game AAA các thứ bùm chiếu thì mình nghĩ là quá khó cho con máy này. Về khả năng lưu trữ thì con máy này có 12GB RAM và có thể nâng cấp lên tới 40GB, 512GB SD, có hỗ trợ một khe SD để các bạn có thể nâng cấp nhé. Và để tối ưu hiệu quả làm việc của chúng ta thì cũng không thể thiếu một hệ thống bàn phím tốt rồi. Thì ở đây Asus Vuebook 14X OLED được trang bị bàn phím Asus EgoSense, được thiết kế lõm 0,2mm ôm trọn lấy đầu ngón tay chúng ta, tạo cảm giác gõ rất là công thái học, cộng thêm hành trình phím là 1,4mm đưa lại trải nghiệm đủ sướng tay. Tiệu chung lại là mình có thể gõ dễ chịu, tốc độ và chính xác trên hệ thống bàn phím của con máy này. Trackpad có không gian rộng, có một lớp phủ nhám khiến cho trải nghiệm di chuột của mình diễn ra khá là mượt mà. Không phải trackpad nhạy và chính xác nhất trong cái phân khúc laptop này, nhưng mà nó thuộc dạng tốt và không có điểm gì khiến mình phải chê trách và cảm thấy quá khó chịu về trackpad của con máy này. Tiếp theo, âm lượng tối đa từ hệ thống âm thanh của con máy này lên đến là 90 dB, ngang ngửa với chiếc Mac Pro M1 mà mình đang dùng. Vậy chất âm thì sao? Ở đây, mình thấy được âm thanh sâu và rộng, âm trường thoáng đãng. Tuy nhiên cái giải bass vẫn khá là nông, giải mid thì vẫn còn thiếu một chút cái độ trong trẻo nếu so với chiếc MacBook Air M1 trong tầm giá 18 triệu. Nhìn chung, đây vẫn là một hệ thống loa ngoài đảm bảo cái trải nghiệm âm thanh tương đối tốt đối với mình. Asus Vuebook 14X OLED sở hữu viên pin 70Wh, đem lại sự ổn định về mặt hiệu năng, vẫn đáng tin cậy để anh em xách đi muôn nơi làm việc. Với trải nghiệm sử dụng pin thực tế của mình thì rơi vào khoảng 8-9 tiếng với độ sáng khoảng 70%, với tác vụ như gõ văn bản, lướt web, xem YouTube, xem phim và edit video cấp cắt nhẹ nhàng. Và nó có sạc nhanh ấy, có thể sạc cho anh em 60% pin trong 49 phút với bộ nguồn tối thiểu là 90W nhá. Rồi, vậy nhược điểm thì sao nhở? Là đấy, cái màn hình này khi mà tắt ấy thì sẽ phản chiếu lại mặt bạn trông sẽ như thế này. Đây, chúng mình không hề dùng một cái filter nào nhá. Để mình nghiêng qua nghiêng lại cho các bạn xem nhá. Thì mình vô tình phát hiện ra điều này khi mà cầm máy ngồi ở sân trường. Khi đó mình cũng tắt màn hình và đột nhiên mình nhìn vào thì thấy một cái hình ảnh của mình phản chiếu này khá là hề hước. Nhưng may là khi mà bật máy lên ấy thì với cái độ sáng tối đa của con máy này thì gần như là mình không bị ảnh hưởng một chút nào bởi cái hình ảnh méo mó đấy nữa. Tiệu chung lại thì Asus Vuebook 14X OLED phù hợp với những anh em làm thiết kế đồ họa hoặc những anh em làm về ngành nghề kỹ thuật, thì anh em có thể tận dụng được sức mạnh của con chip Intel Core i7-12700H, màn hình có chất lượng hiển thị xuất sắc này và một bộ vỏ cao cấp và rất là bền bỉ nữa. Và đó là Asus Vuebook 14X OLED, một chiếc máy có thông số cấu hình cực ngon ở mọi khía cạnh. Đây có thể gọi là món hời trong tầm giá. Vậy thì anh em nghĩ sao về con máy này? Anh em hãy chia sẻ dưới phần comment để mình được lắng nghe thêm nhé. Mình là Hoàng, cảm ơn anh em đã xem video đến đây. Chúc anh em một ngày tốt lành và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye!